Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh trực tiếp từ sân vận động Anfield. Cơ hội đối mặt. Đó là quyết định dứt điểm ngay rất sâu. Mark Alisson, Darwin Núñez, dứt điểm, không vào. Núñez, dứt điểm, không vào. Đó là một pha vung chân trái. Cú dứt điểm bằng chân không thuận của Núñez đã mang đến mối nguy lớn nhất cho Chelsea kể từ đầu trận đến giờ. Kiểm soát bóng từ những tình huống đánh chặn ở ngoại ngành thì Chelsea cũng là đội giành quyền kiểm soát bóng ở 1/3 cuối sân của đối phương nhiều nhất. Diogo Jota. Hãy cùng xem lại tình huống này. Conor Bradley là người đã cắt được đường truyền. Pha lên bóng của Ben Chilwell là không đủ tốt và chính Bradley đã chuyền bóng cho Jota thực hiện một pha sập. Petr Cech dứt điểm không vào. Được một đường chuyền mở cơ hội cho Ryan Sterling ở đầu trận. Luis Diaz, tốc độ của Conor Bradley. Conor Bradley dứt điểm và tại ngoại ngành, hít thở bầu không khí của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Và bây giờ thì Conor Bradley có được bàn thắng đầu tiên tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh với một pha băng lên và dứt điểm vô cùng quyết. Van Dijk, Diogo Jota đã ngã và trọng tài Pochettino ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Phạm lỗi với Diogo Jota không thể chối cãi. Đối đầu với Petrovic. Darwin Núñez không vào. Lần thứ 3 và mở biên rất tốt của Virgil van Dijk. Conor Bradley rất nguy hiểm và ra hai biên của Liverpool trong trận đấu này, từ Konate cho đến Virgil van Dijk. Enkuku, Christopher Enkuku. Người ghi bàn là Enkuku, cầu thủ vào sân thay người. Những cầu thủ từ băng ghế dự bị của huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã Robertson đánh vào. Đúng là không thể miêu tả hết được sự kém duyên của quả của hiệp 2. Những tình huống chuyền bóng ra biên từ hàng phòng ngự của Liverpool mang lại hiệu quả rất cao. Rồi, dứt điểm 4-1 dành cho Liverpool. Hãy cùng xem lại pha di chuyển của Darwin Núñez để xem liệu có pha bóng việt vị nào không. Badia Silva là người cuối cùng trong hàng thủ của Chelsea và anh mắc lỗi. Núñez không việt vị. Đường chuyền bằng chân trái rất hay vào bên trong.